nhỏ trẻ là ok. Nhưng kể cả là to như này là mình đốt vẫn ok, nhưng mà thật ra cái này thì đốt mà chỉ để lại một vết tương đương với cả cái nốt ruồi này thôi. Sẹo rồi. Hoặc là nhỏ hơn này. Thì nó cũng không làm, cũng không ấy hơn. Cái nước rùi nó nhỏ hơn đốt bằng người laser thì nó sẽ là ok. Nhưng kể cả nó to như này là mình đốt vẫn ok, nhưng mà thật ra cái này thì đốt mà chỉ để lại một vết thì tương. Ok, được rồi em. Đầu tiên nó sẽ có một cái than ở đây. Vì thế nên em về nhà em sẽ bôi kem và mình đừng làm bong cái than này ra nhé. Hiểu không? Để nó bong tự nhiên. Kiêng thì chỉ có mỗi kiêng cậy vẩy thôi. Còn không vấn đề gì cả, cái này nó sẽ đầy dần lên em hiểu không? Mà nó bong phẳng dần với cái da của em. Nhưng bây giờ là này là đang lõm vào đúng không? Nó hơi lõm một tí so với mặt da em, không đáng kể. Và sau một tháng sau đến kiểm tra lại để anh điều chỉnh lại cái tình trạng da của em nhé.